Xin chào thầy cô các bạn, em xin thuyết trình cho đề tài nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống hỗ trợ tập hồi chức năng. Thì hệ thống của chúng em với tên gọi là RAE, viết tắt của robot thực tế ảo tăng cường và trí tuệ nhân tạo. Hệ thống robot sẽ cung cấp bài tập phục hồi chức năng các chi với giao diện tương tác được thiết kế trên nền tảng thực tế ảo tăng cường. Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp giám sát tư thế người tập, đề xuất lịch trình luyện tập cũng như là phân tích đánh giá kết quả luyện tập trên từng bệnh nhân. Hệ thống cơ khí được thiết kế trên nền tảng robot phục hồi chức năng Planner Robot với cơ cấu tay quay chân đạp cũng như là motor trợ lực cho bệnh nhân. Và đây là hình ảnh của hệ thống sau khi được thiết kế. Bài toán động lực học được chúng em giải quyết thông qua nguyên lý Lagrange, từ đó được moment người bệnh tạo ra sẽ được nội suy. Và từ cái moment này chúng em nội suy được một cách tương đối lực của bệnh nhân tác động vào tay cầm cũng như lực của chân người bệnh tác động vào bàn đạp để biết được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Cấu trúc hệ thống điện điều khiển gồm có 3 phần là cảm biến với camera, cảm biến mô men xoắn, encoder, bộ xử lý trung tâm bao gồm máy tính và vi điều khiển, với cơ cấu chấp hành là motor trợ lực. Động cơ hỗ trợ lực cho bệnh nhân được thiết kế trên nguyên lý hai tầng với đầu vào là moment bài tập yêu cầu và cũng như là moment của bệnh nhân. Hệ thống thì trang máy được thiết kế để nhận biết tư thế của bệnh nhân, kết hợp với mạng trí tuệ nhân tạo ANN để biết được mức độ đúng sai của tư thế bệnh nhân, từ đó đưa ra hiệu chỉnh cho phù hợp. Giao diện chính của hệ thống gồm có 3 phần chính: khung hình trò chơi với các nhân vật di chuyển với tốc độ của thực của bệnh nhân, hình ảnh thực của bệnh nhân được nhúng vào trò chơi, và cuối cùng là các thông số luyện tập. Mạng 4G Logic được ứng dụng để xây dựng liệu trình luyện tập cho bệnh nhân với các thông số đầu vào là các chỉ số sức khỏe cũng như là độ tuổi và giới tính. Thông qua các điều luật về sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì đầu ra là thời gian luyện tập cũng như là độ khó của bài tập. Và đây là hình ảnh tổng quan của hệ thống sau quá trình thiết kế với bộ cơ cấu cơ khí, màn hình tương tác và camera. Hệ thống cơ khí được chế tạo nhìn chung đạt tính thẩm mỹ cũng như là giá thành hợp lý so với yêu cầu đã đặt ra. Và đây là bảng thông số chi tiết của những đặc tính trong hệ thống. Với các cơ cấu thay đổi khoảng cách thì hệ thống có thể phù hợp với người cao nhất là 1m80 và người thấp nhất là 1m47. Ngoài ra đề tài còn có một bài báo khoa học được thuyết trình tại hội nghị ICAST của Hàn Quốc, cũng như một bài báo được accept tại tạp chí ICMERR tại Ba Lan. Chân thành cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe.